tìm cuốn sách đấy để đọc đấy, cần nên nên tìm cuốn sách đấy để đọc, cũng như là gì ạ, là trong ở đây em xin phép em khái quát lại cái bài đấy thôi. Thì trong cái bài này A7 có viết là gì ạ, trong xã hội chia thành bốn cái tầng lớp đại diện của bốn con vật. Thì cái tầng lớp gọi là cao cấp nhất đúng không ạ, là con cáo, là cái tầng lớp Là đấy giờ làm này. tầng lớp nhà nước, gọi là mình hay nói với nhau là tầng lớp nhà nước này, tầng lớp tài phiệt này, gọi là tầng lớp lãnh đạo đấy ạ. Có chị nào đang bật micro có thể tắt cái micro của mình được không ạ? Rồi ok. Rồi. Rồi Linh tiếp tục đi em. Vâng, thì cái con cáo, cái cách kiếm tiền của họ nó rất là dễ thôi, họ kiếm tiền bằng chính sách. Thì chính sách là gì, là ví dụ em nói một cách rất đơn giản thôi ạ. Ở đây không biết là mọi người có ai là làm ở bên nhà nước mà liên quan đến cái mảng gọi là quy hoạch ạ. Thì bình thường mà đi làm nhà nước thì chỉ lương có mấy triệu một tháng thôi, mấy chục triệu một tháng thôi. Thế nhưng mà cái cách kiếm tiền của con cáo là cái độ nhà nước là gì, là ví dụ họ bây giờ mua luôn một cái vùng đất, một cái khu đất đấy, họ làm ở bên quy hoạch đúng không ạ, họ mua luôn một cái khu đất ở bên ngoài. Thế sau đấy là gì, họ ở cái khu đấy nó chẳng có một cái gì cả thì giá nó rất là rẻ. Thế sau đấy là họ làm quy hoạch, họ vẽ cái quy hoạch vào đấy và thấy là cái khu vực đấy nó đất nó tăng ầm ầm lên, bởi vì là có cái này có cái kia đem đến, và thế là gì ạ, họ bán cái mảnh đất của họ ra, họ thu Đấy phần gọi là chính tiền sách về đúng không? đấy, kiếm tiền bằng chính sách. Hay là như các cái vụ mọi người nhìn thấy tham nhũng đúng không ạ, tham nhũng cứ một vụ ra đến hàng nghìn tỷ, hàng chục nghìn tỷ, thì đấy nó chính là kiếm tiền bằng chính sách Đúng rồi. đấy, một cái chữ ký đến hàng nghìn tỷ. Hay là tại sao mọi người cứ bảo là những cái ông làm lãnh đạo tại sao họ giàu thế, bởi vì họ là người làm ra chính sách, và cái thành phần ở dưới con khỉ rồi con cừu hay con lừa họ cần cái chính sách đấy, và họ đến gặp con cáo, họ bút lót, gọi là lobby để xin cái chính sách của con cáo. Thế nhưng con cáo kiếm tiền bằng chính sách nó giàu, họ ăn trên ngồi chắc, hay như là các gì ạ, các cái ông chủ ngân hàng họ cũng chính là tầng lớp con cáo, họ ăn ăn trên ngồi chắc xã hội đấy cũng chính là tầng lớp con cáo, chứ không chỉ đơn giản là tầng lớp nhà nước, nó cũng là chủ doanh nghiệp nhưng mà chủ các siêu doanh nghiệp, nó gọi là các tài phiệt kinh tế ấy, họ cũng chính là tầng lớp con cáo, họ kiếm tiền đúng không ạ. Nói rất đơn giản ngay là chính là ông thế giới di động đúng không ạ, mấy hôm nay ở trong miền Nam đang gọi là tan hoang hết cả ra, ông đập rau ở đồng bằng sông Cửu Long về nó bán còn độ hết cả giá lên mà bà con vẫn phải mua đấy, chỉ một cái vụ như này họ kiếm bằng chính rất là đơn giản đúng không ạ. Đấy, không cần nhìn đâu xa đâu, ông thế giới di động đấy. Như hôm nay ông bạn ấy, à bà cô em ở trong đấy nhắn tin ra là một mớ rau muống là 75.000, ở ngoài này thì mình ăn chắc 5.000 một mớ và trong đấy là 75.000 một mớ rồi đấy. Cái kiếm tiền bằng cái chính sách là gì, tranh thủ là đang giãn chính sách giãn cách xã hội, họ làm một phát luôn sau tăng là mầm bán Đúng cắt rồi. cổ ra dân vẫn phải mua. Thì đấy là cái tầng lớp cao cấp nhất, đấy là con cáo. Nhưng mà thường thì chúng ta ở đây là ít người làm được con cáo, bởi vì sao, thì mình cũng không phải là dân nhà nước, mình không phải lãnh đạo, cũng không phải tài phiệt nhiều, thì mình không làm được cái tầng lớp này. Vậy thì mình chỉ ở ba cái tầng lớp ở dưới là con khỉ, con cừu và con lừa thôi. Thì ở đây hiện tại cái tầng lớp tiếp theo là tầng lớp con khỉ, thì em xin phép em để em nói sau cùng đấy. Thì em sẽ nói sang cái phần tầng lớp tiếp theo là con cừu. Con cừu là gì, là các chủ doanh nghiệp vừa Rồi. và nhỏ, nó gọi là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế thì bây giờ các cái chủ doanh nghiệp này để phát triển được doanh nghiệp thì họ phải mở nhà xưởng, mở cửa hàng, cái thứ phải đi vay, đi mượn, rồi là đi thuê thiết các thứ đúng không ạ. Thế thì khi làm như thế thì họ phải đi vay ngân hàng, chả biết là buôn bán có lãi hay không, Covid thế này nó đóng cửa hay mở cửa, nhưng mà phần lãi vay cho ngân hàng thì vẫn phải trả đều đấy, Đúng vẫn phải trả đều. Hay như nhà em chẳng hạn, nhà em là một gia đình cũng là có doanh nghiệp làm về tổ chức sự kiện chẳng hạn, thế coi như là làm mười mấy năm, 15 năm nay rồi. Thế đến bây giờ 2 năm nay là gặp Covid thì nhà nước cứ cho cách ly giãn cách ở nhà, để tất cả các sự kiện là không được tổ chức, không được làm cái gì cả rồi. Đúng rồi. đấy. Chứ cứ bắt đầu làm một cái là lại dính Covid, lại cách ly, lại giãn cách, thế là lại dừng. Mà nó như làm 15 năm tích cóp thì đến 2 năm nay đem ra là nộp lại hết, rồi bị cừu bị xén lông đấy. Đúng không ạ, cứ nuôi béo để thịt, hay là gì, mọi người có nhìn thấy là trong các cái gì nhỉ, các cái câu chuyện về lạm phát ấy, thì là có những cái doanh nghiệp là năm nào làm cũng ra lợi nhuận đều đều như vắt chanh. Đúng. Thế nhưng mà gì ạ, cái lợi nhuận của